là một hình thức diễn xướng dân gian truyền thống. Mò Mường được hình thành bởi hệ thống hàng chục nghìn câu thơ, câu văn vần được chất lọc kế thừa qua nhiều thế hệ. Đó là những câu chuyện kể từ lúc trời đất chưa hình thành cho đến khi có những dòng sông con suối, là câu chuyện thuở lập đất lập Mường về công cuộc đấu tranh xây dựng quê hương làng bản, là những bài học kinh nghiệm trong đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất. Cũng bởi vậy, Mò Mường được ví như một cuốn bách khoa toàn thư của người Mường, được các thế hệ người Mường lưu truyền thông qua hình thức diễn xướng. Gìn giữ phát huy những giá trị to lớn của Mò Mường hôm nay cũng chính là gìn giữ cho muôn đời sau những nét tinh hoa của cả một cộng đồng, góp phần làm đa dạng thêm những gam màu văn hóa của các dân tộc xứ Thanh. Đây là những hình ảnh tái hiện buổi mò tang lễ, một trong những hình thức diễn xướng đặc sắc nhất của Mò Mường. Hoạt động này do các cơ quan chức năng và nhân dân trên địa bàn huyện miền núi Ngọc Lặc phối hợp với nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Theo phong tục của người Mường, khi gia đình có tang sự, tang chủ phải đích thân mang lễ vật đến nhà thầy mò để xin được làm lễ. Nhận lễ xong, thầy mò sẽ xin phép ma nổ trong nhà để được làm mò cho người đã khuất. Trước đó, gia chủ đã chuẩn bị đầy đủ 3 mâm cơm cúng, gồm có rượu trắng, xôi nếp, thịt gà và các món mặn khác. Lại cũng có khi, mâm cơm cúng chỉ đơn giản là cơm trắng, canh rau, các loại hoa quả, bánh trái. Khi tiếng chuông của thầy mò vang lên, buổi lễ bắt đầu. Mò cho người chết là một nghi lễ không thể thiếu trong cộng đồng người Mường, là dịp để các thế hệ trong gia đình đều có mặt để vĩnh biệt người chết. Bằng những lời mò, người ta nhắc lại lịch sử, nguồn gốc của người Mường, truyền dạy cho nhau những kinh nghiệm, tri thức của cuộc sống, những phong tục tập quán, dạy cách tổ chức đám tang, cách mặc tang phục, làm lễ vật, dâng cúng, cách sắp xếp thứ bậc trong lúc có tang. Qua đó mọi người ghi nhớ và truyền lại cho các thế hệ. Mò nói hộ những điều bà con suy nghĩ, tưởng tượng và bày tỏ trạng thái cảm xúc của mình. Mò còn là lời nhắn gửi giữa người sống với người chết, giữa người sống với người sống, được thực hiện bởi các ngôn từ, giai điệu, đạo cụ, âm nhạc. Mò còn là cả một hệ thống giáo dục đạo lý làm người qua những lời răn dạy, và nó được truyền tải bằng nghệ thuật diễn xướng của ông Mò để khuyên răn con người phải ứng xử tốt với chính bản thân mình. Thầy Mò Lục sinh ra trong gia đình có truyền thống làm mò. Với những đứa trẻ người Mường, việc tiếp xúc sớm với mò tự nhiên như hơi thở cuộc sống. Nhất là sinh ra trong gia đình có truyền thống làm mò như ông Lục, thì sự gần gũi với mò càng trở nên thường xuyên và liên tục hơn. Ông học được từ cha những áng mò, cách thức tiến hành một buổi mò. Theo Mò Lục, để trở thành thầy mò, ngoài chữ duyên, thầy mò phải là người được gia đình có truyền thống mò truyền dạy và sử dụng thành thạo các bài thuốc dân gian để chữa bệnh, cứu người. Gia đình tôi có truyền thống làm mò, bởi vậy từ bé tôi đã được nghe, được học nghề bốc thuốc chữa bệnh, được học các bài mò. Tôi làm thuốc rồi đi nhiều nơi trong xã, trong huyện để trị bệnh cho bà con. Tôi làm mò kể cho mọi người nghe về đất Mường, về những mong muốn một cuộc sống ấm no hạnh phúc, mọi người sống yêu thương, đoàn kết. Còn đây là lễ làm vía của thầy mò Phạm Văn Đức tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. Trong quan niệm của người Mường, lễ làm vía thường diễn ra khi trong gia đình có người thân ốm đau bệnh tật. Cũng có khi lễ làm vía chỉ đơn giản là cầu cho mọi người trong gia đình làm ăn phát đạt, sức khỏe, bình an. Gia chủ muốn làm vía cho một người trong gia đình đang ở xa thì lấy chiếc áo hoặc khăn mũ của người đó rồi đưa cho thầy mò làm lễ. Còn nếu làm vía cầu an, cầu sức khỏe cho cả nhà thì mọi người cùng nhau chuẩn bị mâm lễ và ngồi quanh thầy mò. Thay mặt gia đình, thầy mò áo mũ chỉnh tề, thắp hương rồi thực hiện nghi thức cúng. Lời mò chủ yếu nói lên tâm nguyện của gia chủ, xua đi những điều không may mắn trong cuộc sống, đồng thời cầu an cho các thành viên trong gia đình. Một món lễ chuối của dân tộc Mường này
Là người kế thừa truyền thống của gia đình, tôi làm mo cho nhiều gia đình trong vùng. Mo làm vía, mo mừng nhà mới, mo ngày lễ, Tết, mo thăm đồng. Tất cả đều hướng mọi người tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi người luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không kể đó là người Kinh, người Mường hay người Thái. Mo là di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường nói chung và người Mường xứ Thanh nói riêng. Là tấm gương phản chiếu, bức tranh rộng lớn bao trùm về lịch sử xã hội, những quan niệm của con người về thế giới quan, nhân sinh quan, những kinh nghiệm trong cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất. Người Mường sáng tạo ra Mo để lý giải quá trình đẻ đất đẻ nước, về sự hình thành loài người và mỗi vùng đất bằng hàng ngàn câu thơ, câu văn vân. Cũng bởi vậy, trong đời sống tín ngưỡng của dân tộc Mường, thầy Mo là những người thông thạo văn tự cổ, am hiểu về phong tục tập quán, những lễ nghi của dân tộc, là người có uy tín trong cộng đồng, được dân làng đặc biệt quý trọng. Mo là sự kết hợp giữa các loại nhạc cụ như trống, cồng chiêng và những câu thơ, những đoạn văn vần, là lời nhắn nhủ, là sự đoàn kết của mỗi con người, mỗi thôn xóm, để mỗi người sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn vì quê hương đất nước. Mo gắn liền với cuộc sống của mỗi người con đất Mường. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, thầy Mo làm lễ cầu cho trẻ hay ăn trống lớn. Khi dựng vợ gả chồng, dựng nhà, mừng cơm mới đều có mặt của Mo. Mo Mường đa dạng về nội dung, nhiều cách thức thể hiện, ở nhiều thời điểm, không gian và thời gian khác nhau, lại cũng phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình. Mo Mường không phân biệt giàu nghèo, tất cả đều hướng con người đến chân thiện mỹ của cuộc sống. Mo Mường ở Ngọc Lặc có hai phần, phần Mo Sử Thi hay còn gọi là Mo Kể Chuyện với 35 rằng Mo. Một rằng Mo còn gọi là một chương, nói về quá trình hình thành của đất, của nước và lửa, sự xuất hiện và phát triển của con người trên trái đất. Phần 2 là Mo Dẫn Đường hay còn gọi là Mo Lên Trời với 74 áng. Trong mỗi chương có nhiều áng Mo, mỗi chương, mỗi áng đều có chủ đề, có mục đích sử dụng riêng cho từng nghi lễ được tiến hành trong tang lễ hay mừng nhà mới, lễ làm vía. Ở đó chứa đựng các giá trị phong tục tập quán, tri thức dân gian với ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Cái triết lý nhân sinh, cái triết lý của Mo Mường có thể nói là đỉnh cao của nó là sống là phải cho nên người và chết là nên ma. Đấy. Sống nên người nghĩa là phải học để làm người và chết muốn nên ma thì phải mo. Qua lời mo nó còn răn dạy cho những người sống lại, sống tốt hơn, sống đẹp hơn, sống đạo đức hơn, sống nghĩa tình hơn đối với nhau, với trách nhiệm của người sống với nhau. Đấy. Cái việc Mo Mường để truyền đạt cho cái việc là Mo Mường trong gia đình hay là những cái việc là tâm linh, trong cái tâm linh để đạt được là có sức khỏe này, rồi là ổn định về phát triển kinh tế xã hội. Người Mường không có chữ viết, nhưng những rằng mo, áng mo, bài mo, gióng mo nhờ các thầy mo mà vẫn được lưu giữ vẹn nguyên cho đến ngày nay. Đó là giá trị sáng tạo trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp, với xã hội thông qua các phong tục tập quán, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ gắn với con người. Với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng, được thể hiện bởi các hoạt động văn hóa như các trò chơi, trò diễn, các làn điệu sường đang, nhạc cụ cổng chiêng, phường trúc và các hoạt động tín ngưỡng. Trải qua quá trình hình thành và phát triển gắn với lịch sử của dân tộc, Mo Mường hôm nay đã và đang trên hành trình trở thành di sản phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của đất Mường xứ Thanh, mà còn là trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy Mo Mường của các thế hệ hôm nay và mai sau.